Ôi hạt lúa ở đây cũng khác ở trên em nữa nè. Khác chỗ em à? À cái giống lúa khác chứ phải. Ờ à, đúng lúa rồi. Nếp. Lúa của em thì hạt của nó dài hơn. Ở đây đây gọi là nhà sàn hả bác hả? Nhà sàn bác. Kiềng. À, kiềng ba chân. Kiềng ba chân. Đúng rồi. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn cứng như kiềng ba chân. À, thì bây giờ mới hiểu rõ được cái câu nói đó. Tại cô bác quý anh chị thì sau khi ra khỏi hang Ngùm Ngao thì được anh Thành giới thiệu một cái địa điểm rất là thú vị. Ở đây đó là làng Khuệ Kỳ anh Thành. Khuệ Kỳ. Ở đây là thuộc xã gì anh Thành? Đàm Thủy, Phù Khánh. Vậy thì ở đây đặc điểm của nổi bật của cái làng Khuệ Kỳ này. Làng này rất là nhiều nhà toàn xây bằng đá, gần như là chiều mái ra tất cả đều bằng đá tự nhiên như này. Để các bạn nhìn vào bên trong là biết đây này. Đấy, rất là đặc biệt. Ở trong đó thì bao nhiêu hộ anh ha? Có khoảng 25 hộ, không nhầm là tầm 25 hộ. Vậy cái việc thu nhập của họ thì này anh không nắm được vì anh ở nơi xa khu này ấy. Dạ. Thu nhập cụ thể thì bao nhiêu không biết nhưng mà làng này khá là phát triển. Thay bây giờ hai anh sẽ vô đó nha. Cái cụ đây là người Nùng, người Nùng. Người Nùng người Tày. Cái cụ nói tiếng Việt. Cái cụ hai anh em mình đi một lượt đi. Đi. Em thấy đa số đây các cụ đều khá là cao tuổi ha. Được anh Thành thì giới thiệu đi vô một cái ngôi làng đá cổ. Điều đặc biệt ở đây là từ ngoài làng bước vô thì gặp các cụ là người dân tộc Tày và dân tộc Nùng. Các cụ đi chống gậy ha. Khá là đặc biệt. Là người Tày với người Nùng anh hả? Chủ yếu là người Tày ha. Cái cổng vào làng anh hả? Chào cụ ạ. Con chào cụ. Con chào cụ. Dạ con mới vô. Ở đây là hình những cái này là cái gì anh hả? Cối. Cối xay. Cối xay hả? Cối xay gạo ngày trước các cụ hay dùng ấy. Đây. Tức là hai mặt này úp vào nhau, mặt này bên mặt này úp vào nhau xong sau người ta cho ngô cho gạo xuống ấy. Xay thành bột ấy. Không dùng thay máy sáp bây giờ ấy. Đấy, rất là đặc biệt các bạn nhá. Dạ. Ở đây thì em nhận thấy bây giờ có một cái homestay, họ phát triển thành một cái khu du lịch. Ha. Bây giờ sẽ lên trên đây. Hôm nay mình lên đây anh Thành ơi. Welcome to homestay Quang Thuận. Và con chào bác ạ. Con thấy rất là đặc biệt khi nhìn thấy một hàng ngô ở trên đó. Bác có thể cho con lên con tham quan. Ok. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Tranh thủ để cho bác giới thiệu với hai anh em mình luôn anh Thành ơi. Ở đây là ngô. Ngô này mình thu hoạch lâu chưa mình lại phơi như thế này hả bác à? Vừa thu. Còn đây là anh Thành ơi. Sáng em lại nhà anh cũng thấy cái này đây. Đây là chổi. Chổi làm từ hạt lúa hả? Cây lúa hả? Gặt lúa về làm đấy. Đấy. Ôi hạt lúa ở đây cũng khác ở trên em nữa nè. Khác chỗ em à? Đây là giống lúa khác chứ phải. Đúng lúa rồi. Lúa của em thì hạt của nó dài hơn. Ở đây này gọi là nhà sàn hả bác hả? Nhà sàn. Ôi một cái bàn rất là đặc trưng ha, rất là đặc biệt. Dạ. Ô ghế này làm từ gôm à? Còn cảm ơn bác luôn. Để trải qua một đêm ở cái ngôi nhà mình một đêm là giá tầm bao nhiêu rồi bác ha? Một đêm á? Dạ. 100. 100 nghìn đồng. Vâng. Ồ. 100 nghìn một đêm. Vậy thì bác
mình sẽ du khách sẽ được nghỉ ở đây. Vâng. À. Phòng kín thì nó có hai buồng. Dạ. Bác có thể cho con tí ánh sáng á. Vâng, thoải mái bác. À. Bật tiến lên là được á. À, ở đây thì treo khá là nhiều ngôn. Bác là người Tây hay người Nùng? Đây là người Tây. Tây. Đây là khu này là người Tây. À, bác nói chuyện tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Kinh rất là gần. À, bác ơi, thì con thấy lạ ở đây là gì bác ha? Tường này á, được làm từ... Tường này là vôi đá cát, à. Vôi nhau xây, à. Bức tường là 40. Dạ. Rộng 40. À, tối vào thì nó có nóng được không bác ha? Tối nóng vào. Mà lạnh thôi. Lạnh à? Đây là nó có bốn mùa. Dạ. Tầm 12 giờ nó lạnh đắp chăn. Dạ. Tại vì tường này nó giữ ẩm được, nó có mang một cái hơi. Nó giữ được nên là nó đồ lạnh. Dạ. Nguyên ngôi nhà mình thì mình chứa được bao nhiêu khách thôi bác? Chứa được khoảng 20 người. Ồ. Mình được ngủ ở đây, được trải nghiệm ở đây. Trải nghiệm đấy. Ôi, khá là đặc biệt. Vật liệu chủ yếu là bột đá, xi măng, cát, vôi, không phải xi măng, vôi đá. Chứ tôi làm vôi đảo luôn với cát xây bức tường. Vôi là đá vôi hay là vôi sống anh? Vôi sống ấy. Vôi sống. Vôi bằng đá vôi ấy. Đun chín ấy. Trộn với cát của tôi. Dạ. Ngâm nước. Của vôi tôi. Ôi rất là đặc biệt luôn. Và ở trên thì là bằng ngói âm dương anh hả? Khá là đẹp. Ở đây thì có một cái nơi thờ cúng. Con có thể xuống dưới trải nghiệm vòng vòng đây được không? Đây là nó là vệ sinh. À. Phòng vệ sinh. Ở đây là dành cho khu dư. Ồ đúng là tường 40 anh Thành ơi. Đúng nào cũng đây bằng 40. Ôi. Tường này khá là mát lạnh đó. Vâng. Để xây một ngôi nhà như thế này là tốn kém khá nhiều không bác hả? Tức là đây là vật liệu cũng là mỗi năm vẫn là đủ vật liệu để tính là khoảng 3 năm mới là xây được một cái nhà. Ồ 3 năm. Là trong vòng 3 năm mới hoàn thiện một ngôi nhà. Tại vì em thấy tường nó rất là tường với lại đá vôi đó nó rất là chắc luôn. Con ở miền Nam ra đây, con thì ở Đồng Tháp, hôm nay ra đến Cao Bằng này thì cũng nhờ có sự giới thiệu của anh Thành qua được cái biết đến ngôi làng của mình. Thì bác làm hôm tay như thế này lâu chưa bác? Bác làm thì nói là hôm tay thì 2 năm. Bác năm nay là bao nhiêu tuổi hả? Năm nay là bác 51 tuổi. Dạ. Lúc nãy thì con với anh Thành được bác giới thiệu là bác là người Tây. Vậy thì những người con như người Kinh đến đây thì khi trải nghiệm ở đây thì có cái khác gì so với người Kinh của con không ạ? Tức là nói chung về cái Tây với Kinh vẫn giống nhau thôi. Dạ. Quan điểm là đi học thông cũng là giống nhau. Dạ. Đây nói về Tây thì thường thường bây giờ các cháu thì cũng đi học nhưng mà sứ bảo tồn của làng Tây thì đúng là phải sứ cái nét văn hóa của du lịch làng Tây. Cái nét riêng của nó so với một số cái vùng khác là như thế nào hả bác ha? Nét văn hóa riêng á. Thường thường đây là nó với trong xã mình này thì nó có 3 dân tộc. Dạ. Một đây là nó thuộc vào giờ là tức là dân tộc Tây, nhà nước đầu tư là nó có làng Tây hay là giữ làng tồn. Dạ. Của làng Tây. 100% là người Tây hết. Tây hết. Có tất cả bao nhiêu hộ bác nhỉ? Trong làng. Đây là trong làng có 14 hộ. Hiện nay là thêm vào đây nó có 2 hộ nữa. Là thành 16. Bác cho con hỏi con thì cũng khá là tò mò. Vậy thì cái đặc sản của mình là gì hả bác ha? Đặc sản ở làng Tây nữa thường thường là chuối có nhiều cá đây, xong là ốc này có đủ đặc sản là có đủ hết. Dạ. Thường thì cá của mình là làm với cây rau gừng gì món ăn rồi hay sao? Món ăn là nếu khách vào chỗ thì làng Tây là buổi chiều khách ăn cái gì thì mình cho. Theo yêu cầu của thực khách theo chứ. Theo người khách. Dạ. Bác ơi, con hỏi thêm một cái này nè, là về cái phong tục cưới hỏi ở miền Nam với con của con á, với của bác thì nó có khác nhau nhiều lắm không? Không đâu. Không đây rồi. Là cũng sống nhau. À. Tức là ở đây cũng đi anh em thì cũng vào miền Nam cũng nhiều
đi toàn là đi làm kế thừa ở miền Nam cũng có nhiều. Dạ. Đi thì xuống nhiều lắm rồi. Dạ. Ừ. Bác với Nham là con một nhà thôi. Điều đặc biệt anh Thành ơi, thì vô nhà của bác thì đặc biệt là thấy ngô treo một hàng khắp ở ngoài trước, nó tạo nên một cái màu sắc rất là riêng. Và vô những cái gặp những cái thanh sàn ngang đó, nó lại treo ngô như thế là tại sao bác ạ? Ngô thì nó thì treo lên thì nó chỉ tây phải thích hả? Đấy, vừa nghỉ vừa ngắm vừa chụp ảnh. Dạ. Và nó là lý cảnh. Và cái người Tài của người Tài ngày nung mình ngày trước hay đi đi thu ngô về ấy, và có những cái đợt mà chúng ấy mưa ẩm ướt thì người dân mình hay bóc ra và treo lên thế này rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều để mà phơi khô, để mà cho tháo nước. Đấy. Thực ra ngày trước là như thế nhỉ, cái hình ảnh đấy là có thật. Đúng, đúng. Rất là thật. Nhiều luôn. Đấy. Đấy là một cái cách bảo quản để cho ngô nó khô. Rồi, không bị nảy mầm ấy. À. Đấy. Bây giờ người ta là làm ít đi để dùng gọi là có cái hình ảnh của nó để tạo du lịch thôi. Đấy, ngày trước là rất là nhiều. Nó tất cả là ngày xưa là bây giờ mưa nhiều là nó là khô nhanh hơn. Đúng rồi, mình đem về trong treo lên thế này. Khô nhanh hơn. Khô nhanh ấy. Không bị không cần phơi. Mà đúng rồi. Đấy. Đây này có thật đấy. Đấy thật đấy. Ngày trước tái hiện lại anh ha. Đúng rồi, tái hiện lại, chính xác là từ tái hiện lại. Rồi, còn cảm ơn bác rất là nhiều nha. Vâng, uống nước đây chào. Dạ. Điều đặc biệt khi tham quan ngôi nhà của bác thì có hai điểm đặt vô mắt của mình, đó là một là ngô, hai là những cái bức tường được xây bằng vôi, vôi và ngang bề ngang rộng của nó là 40 cm. Ôi, rất là kiên cố, và để làm một cái ngôi nhà như thế này thì kinh phí cũng không phải là thấp. Là cái khoảng xây ra đủ vật liệu thì nó cũng khoảng là thu vật liệu là cố là phán này kèo này đấy là đá này tập trung vào nó cũng khoảng làm một năm. Thế tuần trước bây giờ là không thuê đâu. Ừ. Là tự làm. Anh em giúp nhau. Hiện nay thì nó người này đồng tiền nhiều thì coi là thuê hết. À, kinh phí thì không tính bằng tiền mà tính bằng sức lao động. Đức là sức lao động anh em giúp nhau. Ngày xưa. Khá lạ. Nhà này giúp nhà kia và giúp đi giúp lại giúp cái tính cộng đồng rất là cao ha. Đúng rồi, chúng ta đấy. Thôi thì hai anh em mình uống chén chè thì chắc đi tham quan một vòng ở đằng kia nữa ha. Còn cảm ơn bác rất là nhiều, rất mong nhiều du khách sẽ đến tham quan nhà của bác nhiều nhé. Sau khi qua được cái ngôi nhà được xây bằng đá vôi trộn và là được xây tường 40 thì hai anh em sẽ tiếp tục đi khoảng vài ngôi nhà nữa thì được anh giới thiệu với mọi người. Thì qua ngôi nhà này anh ha, nó sẽ có em nhận thấy là cứ là cái cây cầu bắc ngang hông. Anh vô làm quen đi đường nào? Đi đường này đi anh ha. Ngôi nhà nào? Ngôi nhà này à. Ngôi nhà này trước đi ha. Nhà này à? Nhà này à? Nhà này hay à, đi đường này ha. Phải lên đường nào? Bậc thang lên còn đá các bạn ạ. Đúng rồi. Ngôi nhà cổ à. Anh cho em tham quan nhà mình một chút nhé. Em chào anh. Gọi là giới thiệu đến mọi người biết đến nha, ngôi làng của mình ấy. Ngói này là ngói âm dương luôn. Nhà mình làm du lịch cộng đồng không anh? Chưa đâu. Chưa đâu. Chưa làm anh hả? Cho tụi em tham quan được không ạ? À? Được. À, cũng xây bằng vôi với lại đá hả? Tất cả làng này đều làm bằng tường như nhau hết nhà anh nhỉ? Vôi với đá. Đấy, nhà cổ là như thế. Nhà cổ người Tài. Đó. Nhà mình Ba Giang nhỉ? Ba Giang hẳn hả? Cho dù đến, em thì đến rồi. Em là người Cao Bằng, còn bạn của em ở trong Đồng Tháp mới ra chưa đến lần nào. Cái này mới là đời cổ. Đúng rồi. Bây giờ là có người tiệm đồ làm lại bê tông màu hết. Họ làm cái hình ảnh nó mới hơn. Ôi, cái tất cả cổ hết à. Số rồi, khá là độc đáo anh ha. Ơi bây giờ nè, em thấy cái này nè, ở trong này của em không còn nữa nè. Cái bếp đúng. Củi. Nhưng mà cái này anh gọi là cái gì nè? Bếp củi. Cái này nè. Cái kiềng. Kiềng ba chân. Kiềng ba chân thôi. Đúng rồi. Dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn cứng như kiềng ba chân. Thì bây giờ mới hiểu rõ được cái câu nói đó. Đấy. Tại vì
nó kiềng ba chân, tưởng đâu lấy ba chân kiềng lại. À. À, những cái chả nồi to đùng này. Nồi. Những cái nồi siêu nồi. Pha vào làm ấm nước chè nha. Không được nè. Dạ, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Và đặc biệt thì Bùi Hồ cảm thấy thì tất cả các bác các anh ở đây thì rất là thân thiện á. Ôi, nhiệt tình lắm. Đây cũng giống như anh nói đi hả, về cái nơi thờ vượng thì cũng giống như anh nói đi hả anh. Anh Thành hả? Đây cũng. À. Đúng rồi. Họ nhà thầy Mo. Ừ, thầy Mo, thầy Tào. Ừ. Đấy. Tất cả chỉ là Mo. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ồ, có một cái sân rất là rộng luôn á. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ở đây 40 rồi. À. Ngôi nhà này tại nhà nhà đều có ngô nha. Ờ, bên đây khỏi case hôm tay. À, bây giờ anh em mình tiếp tục nha. Ôi, anh lại dọn trà ra nữa kìa. Thôi, uống với anh một ly chè nha. Ờ, giống như miền Tây của em vậy. À, cô bác, quý anh chị, một điều khá là đặc biệt mà Bùi Hồ đến đây thì đến mỗi buổi chiều đều sau khi về đó anh Thành à, thì khá là đói bụng. Tại khi mà em không quen thì ở miền Nam của em á thì uống trà đá đường. À. Ra đây thì đến mỗi nhà thì đều pha một cái cốc chè. Đúng rồi, cốc chè để mà uống để coi như là làm quen với chủ nhà. Ồ, nó mặc dù là mình hai anh em mình cũng khá là bận rộn để đi ra những cái nơi tiếp theo nhưng mà chủ nhà đặc biệt là anh ở đây vẫn cố gắng mời rất là nhiệt mời tình. Rất là nhiệt tình thôi. Nên lên nhà nào phải cố gắng ngồi một chút để giao lưu đấy. Ở bên đây thì khá là khang trang. Để cắt được ngôi nhà như thế này thì đối với người miền Tây của em thì không phải là ít tiền nha anh. Tại vì khối lượng bê tông, khối lượng đá đó, vật liệu rất là nhiều. Vật liệu rất là nhiều ha. Ôi anh pha trà hả? Còn lâu không anh hả? Tới đây một ngôi nhà đá thật to. À, anh ôi, có bầy gà. Ngôi nhà này bằng cột đá luôn. À, khi mà điều lạ là Bùi Hồ hỏi là kinh phí bao nhiêu tiền thì họ nói là tầm 1 năm. Ôi em thấy đóng cửa rồi sao ta? Đóng cửa à? À. Bên kia là một cái hệ thống núi còn rất là mát, đứng trên cao rất là mát luôn. Ở bên đây là một cái homestay, tối thì mình có thể ra ngoài trời này để mình ngồi đây mình thưởng thức một cốc chè anh ha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ở đây. Họ khóa cửa nè anh, có cần mang dép vô không ta? Đi dép là được. Đây là một hệ thống anh ha. Rất đẹp. Ở đây vẫn còn cửa sổ giống em nè. Mở được không? Mở được, kéo ra được. Thôi đi, không làm phiền đâu. Chẳng biết trong có khách không? Em nghĩ là chắc có lẽ là khách mướn á. Đi quanh vòng được không nhỉ? À, đi quanh vòng được không ạ? Ở đây ôi, nhìn vô đây là một cái khu phức hợp homestay. Ôi, cái nhà này cũng khá là độc đáo anh hả? Ôi, không được rồi. Ở đây hệ thống dán bên đây nó bị ấy rồi. Không đảm bảo. Ôi, bên kia cũng khá là độc đáo luôn. Tất cả đều homestay hết. Hôm nay thì phải nói là một ngày khá là vất vả đối với Bùi Hồ, đối với anh Thành. Tại vì mấy anh em khởi hành thì thời điểm sáng sớm khoảng tầm 4 giờ mấy hơn. Thì hiện giờ gần 6 giờ, vẫn còn một địa điểm nữa để mà đến. Đó là thác Bản Dốc, là điểm đến cuối trong ngày hôm nay.
Nói chung là anh là một hướng dẫn viên tuyệt vời, trên cả tuyệt vời anh Thành hả? Thôi thì người bản địa thôi mà, anh có gì thì hướng dẫn cho anh biết. Và đặc biệt anh là một người Nùng, nên thành nữ là tiếng Tây, tiếng Nùng thì anh cứ nói được hết. Và việc mà làm quen với lại họ thì cũng rất là dễ dàng, nhưng em thì cũng khó ha. Bản thân của em thì khi mà tiếp cận thì cũng khó. Tại vì họ cũng ngại em ha anh ha. Mình đi thì ra mình cũng là trao đổi thân thiện với họ thì cũng rất thoải mái thôi. Có đôi lúc tiếng miền Nam ở miền Bắc các cụ cũng khó nghe một chút. Có một từ nó lạ lạ một chút đấy. Đấy. À, sau khi trải qua hai nhà tiếp khách rất là nồng hậu với lại một nhà thì chắc có lẽ là người ta mướn hoặc là người ta đi đâu chưa về, thì Mười Hồ cũng có một cái cảm giác rất là tuyệt vời và thân thiện. Uống một cốc chè thôi cũng cảm thấy ấm lòng, mặc dù là trong bụng rất là sốt ruột, nhưng mà thôi cố gắng. Và cái hôm nay khám phá một cái khu phức hợp homestay, những ngôi nhà được xây dựng bằng đá, đến đây là video clip này đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho Mười Hồ TV cũng như là anh Thành Cao Bằng quê hương tôi, đúng không? Rồi, Cao Bằng quê hương tôi, và mong cô bác quý anh chị sẽ cùng đồng hành cùng anh Thành trong những video clip tiếp theo rất là thú vị. Tại vì Cao Bằng là một vùng đất thiêng liêng và có rất là nhiều chuyện, và để mà truyền tải những cái thông điệp đó đến với tất cả mọi người, những cái hang động nè, những cái ngọn núi nè, rồi những cái khu di tích lịch sử và những cái bản sắc dân tộc rất là độc đáo. Và Bùi Hồ sẽ thực hiện một chuỗi video này ngắn gọn trong vòng vài ngày với anh Thành. Tại vì anh Thành là một giáo viên, là một cán bộ công chức, nên chỉ có thể đi với Bùi Hồ 2 ngày thôi. Chào mọi người nhé. Chào mọi người.